Với chiếc đầu giải mã DC này thì nó sẽ giải mã tất tần tật, bao gồm cả đầu CD, TV, điện thoại, máy tính. Chúng ta sẽ thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu đĩa, đầu 5 số thông thường. Và một chiếc đầu giải mã như thế này, âm thanh nó sẽ rất tốt, độ chi tiết rất cao. Nó sẽ làm cho dàn âm thanh của quý vị và các bạn cải thiện lên khoảng 30%. Tiến Dũng sẽ khui một chiếc này ra và sẽ mở bung nội thất để xem mà quý vị và các bạn sẽ cùng Tiến Dũng khám phá về nội thất của chiếc này, xem vì sao các anh em chơi audio trên toàn thế giới lại quan tâm đến sản phẩm rất bình dân này, mức giá chỉ trên 6 triệu. Trước mặt quý vị và các bạn là hộp hàng nguyên siêu của chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao, chiếc Fio K7BT. Sản phẩm này đạt rất nhiều các chứng chỉ cao cấp về âm thanh như là Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless. Có rất nhiều các anh em lầm tưởng Fio là thương hiệu của Mỹ, tuy nhiên sản phẩm này là hàng của Trung Quốc, sản xuất cho thị trường Mỹ và thị trường châu Âu, có dấu hợp chuẩn CE và FC. Đây là những tiêu chuẩn khắt khe và cao cấp nhất về các thiết bị điện tử trên toàn cầu. Quý vị và các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với các chứng chỉ của Mỹ và châu Âu. Thì chúng ta sẽ khui cái hộp hàng này ra và sau đó chúng ta sẽ mở bung phần nội thất. Quý vị và các bạn có thể xem chi tiết về sản phẩm này tại trang web chính thức tiendungaudio.com. Đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Hãy đăng ký kênh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn để thường xuyên nhận được những video mới nhất do tôi thực hiện hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Hãng đóng gói rất chặt chẽ và kỹ lưỡng. Đây là hai hộp hàng. Đây là nhân vật chính là chiếc đầu giải mã DAC. Đây là hộp linh phụ kiện. Trong đây chúng ta sẽ thấy có một catalog và một phiếu bảo hành, một jack kết nối 6.3 ly chuyển đổi ra 3.5 ly dành cho các anh em đeo tai nghe thì sẽ cắm vào đây, một dây điện, dây cấp nguồn, ở đây có 3 chấu theo tiêu chuẩn của Mỹ, một adapter nguồn. Adapter nguồn này sử dụng nguồn là autovolt 100V cho đến 240V, 12V, ngõ ra là 12V và 24W, công suất của nó rất lớn. Quý vị và các bạn đều biết là với những nguồn điện, ngay cả những chiếc đầu CD hạng lớn thì nó cũng chỉ quanh quẩn là 20W, nhưng chiếc đầu giải mã DC này đã ngốn hết là 24W, tức là công suất của nó rất mạnh. Đây là những phụ kiện tiếp theo, bao gồm là một dây cáp USB. Dây cáp này để chúng ta có thể kết nối máy tính hoặc là kết nối điện thoại, cổng A ra cổng B, và một anten dâu. Anten dâu này để thu sóng Bluetooth 5.0 96 kHz. Đây là sản phẩm, là nhân vật chính của chúng ta. Phía trước mặt máy này sẽ là một volume, đây chính là volume, kèm theo là công tắc tắt mở nguồn. Ở đây chúng ta có những công tắc như sau: công tắc input là nút chọn ngõ vào, input khi chúng ta nhấp vào đây thì sẽ rời qua các cổng như là USB, optical, coaxial, line và BT, tức là Bluetooth. Phía bên đây là hai jack tai nghe, bao gồm là jack ba lăng 4.4 ly và jack BO là jack 6.3 ly. Khi chúng ta tắt mở máy thì sẽ có một cái đèn màu xanh ở đây. Đèn này sẽ báo các tần số hoạt động của máy. Phía mặt sau của máy sẽ bao gồm là những nắp chụp như thế này. Thì chúng ta sẽ chi tiết với quý vị và các bạn về sản phẩm này. Đầu của nắp optical thì có một cục nhựa, khi sử dụng thì chúng ta sẽ lấy bỏ ra và vứt nó đi. DC 12V là nơi tiếp nhận nguồn điện. Đây là cái ốc vặn này, gen vặn cái Bluetooth. Chúng ta sẽ vặn cái này vào đây. Anten dâu. Ở đây có cổng USB là giao tiếp với máy tính hoặc điện thoại. Cổng optical là giao tiếp với TV Internet. Cổng coaxial là giao tiếp với các đồng trục của đầu đĩa CD. Ở đây máy xuất ra ở cổng rề sạc LO, tức là xuất tín hiệu ra ở đây kiêm cả rề hoặc là DC thuần.
Ở đây có một ngõ vào nữa là ngõ line in, chúng ta có thể đưa các tín hiệu dạng analog như là đầu đĩa hoặc đầu băng, đầu đĩa than vào đây để sử dụng máy như là một chiếc rê. Tế Dũng sẽ tháo bung cái đầu giải mã DC này ra để chúng ta sẽ cùng khám phá về Fio K7BT. Với một chiếc đầu giải mã DC thì nó sẽ rất đơn giản so với một chiếc đầu đĩa thông thường. Bởi vì cái chức năng của nó sẽ chỉ có là giải mã âm thanh từ dạng số sang dạng analog. Độ bền và tính ổn định của một chiếc đầu giải mã DC sẽ rất cao, cao hơn rất nhiều so với một chiếc đầu đĩa CD thông thường. Phần vỏ này được hãng thiết kế bằng vỏ nhôm phai rất chắc chắn. Kích thước chiều ngang là 12 cm, chiều sâu là 16,8 cm và chiều cao của máy là 5,5 cm. Đây là phần nội thất phía bên trong với dày đặc linh kiện ở trong này. Các tụ lọc và điện rất cao cấp ở đây. Hai chip giải mã DC, với máy này sử dụng với là hai chip giải mã DC. Chúng ta có thể nhìn thấy thấp thoáng ở trong này. Trong này nó có rất nhiều ốc và có hai bo mạch độc lập ở đây. Mở cái này ra rất mất thời gian. Hai chip giải mã DC là AK4493 của hãng AKM, giải mã 32 bit. Phía trên này là hệ thống thu sóng Bluetooth 5.1 sử dụng chip giải mã là Qualcomm 5124. Phần nội thất của máy làm dày đặc linh kiện, trong này có nhìn thấy là hai chiếc rơ le bảo vệ loa. Chúng ta sẽ không bao giờ phải chịu những cảnh khó chịu như là lục bục ở loa. Ở đây có miếng nhôm giải nhiệt rất lớn là giải nhiệt cho phần xử lý âm thanh số. Rất nhiều các linh kiện được dày đặc ở trong này. Đây là một chiếc rất xịn của thương hiệu Fio. Đây không phải là chiếc đắt tiền nhất nhưng nó là một chiếc rất đáng chơi ở phân khúc giá bình dân. Thì chúng ta sẽ lắp cái máy này vào và sau đó chúng ta sẽ cùng test âm thanh của Fio K7BT. Quý vị và các bạn đang nghe âm thanh từ một chiếc TV Internet. Hình hài này giết lần thôi, cũng bởi lời thế non em rồi. Ở đây chúng ta thấy âm thanh của nó rất rõ nét, độ chi tiết cao và đặc biệt cái biên độ của nó rất mạnh mẽ. Những lời nào là nói bằng tâm hình để bớt lẽ nói. Và còn thề thuốc đầu môi, yêu chỉ có mình tôi suốt đời. Chúng ta sẽ nghe cùng một đoạn nhạc từ một chiếc đầu đĩa thông qua khả năng giải mã của chiếc đầu giải mã DC này. Quý vị và các bạn đang nghe âm thanh từ một chiếc đầu CD. Với chỉ một chiếc cáp đồng trục như vậy thôi, chúng ta đã nghe được âm thanh từ đầu CD, âm thanh rất tốt. Thế giống sẽ dò Bluetooth và chúng ta sẽ kết nối khung dây từ Bluetooth, giải mã DC từ Bluetooth của điện thoại di động. Kết nối rất nhanh, chỉ bấm một cái thôi là nó sẽ vào ngay. Nghe một đoạn nhạc chất lượng cao từ điện thoại di động. Tôi đang sử dụng app nghe nhạc là Spotify với chi phí chỉ trên 50.000 một tháng, nhạc lossless, nhạc chất lượng cao. Quý vị và các bạn đã nghe được âm thanh của cứ trôi theo nhạc chất lượng cao từ điện thoại di động. Đó là âm thanh từ Bluetooth kết nối không dây. Và nếu như chúng ta muốn chơi nhạc từ cổng sạc thông qua cáp OTG thì chúng ta sẽ cắm cáp OTG vào ngõ sạc điện thoại như thế này và thưởng thức âm thanh.
Tôi sẽ test một đoạn nhạc chất lượng cao và sau đó sẽ test một vài đoạn nhạc từ trên YouTube. Chúng ta sẽ bật máy về vị trí USB. Rất rõ nét, không thua kém bất cứ cái đầu CD nào ngang tầm giá. Xin lưu ý là khi chúng ta so sánh các thiết bị với nhau thì chúng ta sẽ so sánh là ngang tầm giá, như vậy nó mới công bằng, phải không nào? Tôi sẽ test một đoạn nhạc từ trên YouTube nữa này. Với chiếc đầu giải mã DC này thì nó sẽ giải mã tất tần tật, bao gồm cả đầu CD, TV, điện thoại, máy tính. Chúng ta sẽ thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu đĩa, đầu 5 số thông thường. Và một chiếc đầu giải mã như thế này, âm thanh nó sẽ rất tốt, độ chi tiết rất cao. Nó sẽ làm cho dàn âm thanh của quý vị và các bạn cải thiện lên khoảng 30%. Tới đây thì Tiến Dũng xin phép giới thiệu đến quý vị và các bạn về sản phẩm này. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn hiện nay đang là đại lý chính thức của những chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao FIO K7BT. Đây là hàng chính hãng, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Với FIO K7BT này thì quý vị và các bạn sẽ thích hợp cho những dàn âm thanh từ bình dân cho đến trung cấp. Với những dàn high-end hàng trăm triệu thì chúng ta hãy nên nghĩ đến một chiếc đầu giải mã DC cao cấp hơn. Sản phẩm này hiện nay bên Mỹ đang phục vụ với mức giá khoảng cỡ 7,5 triệu. Và trong đợt hàng này thì Dũng phục vụ với mức giá ưu đãi hơn rất nhiều. Mức giá tại Việt Nam thì bao giờ cũng cạnh tranh hơn ở bên Mỹ. Mức giá thì Dũng đang phục vụ sản phẩm này chỉ 6 triệu 500 ngàn, bảo hành 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Thì Dũng đang có chương trình khuyến mại tặng theo một dây Optical trị giá 150 ngàn và một dây AV Pro N của Ý trị giá 450 ngàn. Hai món quà này trị giá 600 ngàn, Tiến Dũng sẽ dành tặng cho những thùng hàng, những kiện hàng đầu tiên trong đợt hàng này. Quý vị và các bạn sẽ nhận với tình trạng nguyên siêu, mới nguyên hộp, bảo hành chính hãng 12 tháng. Tất cả sẽ giống y như nãy giờ Tiến Dũng review với quý vị và các bạn. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn cam kết đây là hàng chính hãng và bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Thủ tục mua sản phẩm này vô cùng đơn giản, quý vị và các bạn có thể thanh toán đủ tiền trước một lượt, Tiến Dũng sẽ miễn phí vận chuyển. Quý vị và các bạn cũng có thể đặt cọc trước 1 triệu và nhận hàng thanh toán nốt. Với hình thức đặt cọc thì anh em sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển tùy theo các tỉnh đi xa gần khoảng cỡ 100 ngàn trên một sản phẩm như thế này. Hãy nhanh tay liên hệ với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu đầu giải mã DC FIO K7BT với hàng chính hãng và được bảo hành chính hãng kèm theo phần quà tặng hấp dẫn tại Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Quý vị hãy kích vào danh sách phát ở phía bên tay trái màn hình để xem thêm rất nhiều các mẫu đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao.